Shop hàng nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Em vừa về được 5 chiếc máy hút bụi iRobot Roomba, hàng của hãng thương hiệu Mỹ các bác nhé. Đây là một cái hãng robot hút bụi nổi tiếng nhất thế giới, bán toàn cầu, bán tất cả các nước. Thương hiệu phải nói là mạnh, cực kỳ mạnh luôn đấy ạ. Cái này, máy này thì em bán rất là nhiều rồi, cũng không còn xa lạ gì với những các bác theo dõi kênh của em cả. Ở đây em về 5 con hàng bãi, toàn bộ là những cái model đời cao đầu 8E5, rất là đẹp. Thì lên sóng cả 5 con cho các bác để các bác theo dõi. Ở đây thì em báo giá luôn ở đầu clip để các bác nắm được luôn cho nó dễ. Tất cả máy mua thì các bác sẽ có những phụ kiện như sau: một chổi đi kèm máy, một chổi đi kèm máy các bác nhé, một lọc rác đi theo máy, một lọc rác đi theo máy luôn, và một lọc rác phụ để không bỏ ra nữa, bỏ một tay quá, một tường ảo. Đấy là các bác khi mua máy là sẽ có những phụ kiện này: một đốc sạc điện 220 cắm từ 100V cho đến 240V. Đấy là những cái phụ kiện đi kèm. Máy robot này em bán bảo hành 3 tháng, lỗi đổi mới trong một tuần đầu. Đấy là nói luôn để các bác nắm được trên clip. Ở đây thì em có 5 cái model khác nhau, thì báo giá luôn từng model cho các bác. Ở đây là một con model 860, 860 các bác nhé. Model này em bán 4.8 triệu, em có ghi giá luôn đây cho dễ nhớ. Đây, model 861 bán 5 triệu. Model 880 bán 5.1 triệu. Model 890 5.2 triệu. Và model E5 thì có kết nối app điện thoại, nhưng mà em nói luôn là em cũng chẳng biết cài đâu, chủ yếu em bán thôi, còn bác nào cài thì các bác mày mò các cái app ở trên mạng. Này bán 5.5 triệu. Đấy, tất cả các cái sản phẩm này đi kèm một chổi phụ, một lọc giáp phụ, một tường ảo và một đốc sạc. Đấy, bảo hành 3 tháng. Em sẽ giới thiệu qua từng con một. Ở đây là một cái con 860 các bác nhé, robot Roomba 860. Hình thức nói chung là hàng bãi, vẫn còn khá là đẹp. Bọn này thì tính năng của nó thì cũng các cái chức năng các bác là hẹn giờ, tự đi về sạc, hẹn giờ các bác nhé, tự về sạc, chống rơi cầu thang. Đấy là những tính năng cơ bản của nó: hết pin, tự về sạc, chống rơi cầu thang, các mắt camera dò tìm bụi bẩn, lập trình theo như nhà sản xuất lập trình trong máy sẵn. Đấy, tình trạng máy thì còn khá là đẹp, các chức năng thì máy đã test thử rồi, cho nên là nó cũng có những cái bẩn ở đây. Con này có ghi năm sản xuất các bác nhé, năm sản xuất 2017, model 860. Đấy, một chổi ở đây nhé, chưa lắp ạ, bánh lăn, các cảm biến vòng quanh. Đấy, 860 các bác nhé. Đấy, giá 4.8 triệu, cho chạy thử một phát luôn. À, lần này dọn thì cực sạch luôn rồi ạ. Tiếp theo đến model 861 thì cũng tương tự thôi, nói chung là cũng không có gì khác biệt nhiều, nâng cấp lên một chút thôi. Model sau 861 đây là học rác các bác nhé, cầm một tay tháo rất là khó, phải tháo hai tay, giảm chấn, quay sách, cũng các cái chức năng hẹn giờ như là bình thường thôi, hẹn giờ ngày hút. Máy thì cũng các tính năng như bình thường. Con này thì model 880 ạ, con này thì không ghi năm sản xuất. Nếu model 880 thì nó cũng model năm sản xuất, nó cũng cao thôi ạ. Chắc nó cũng rơi tầm ở 2018.
Đấy. Tí con có con nó ghi con không. Chạy thử luôn ạ. Tiếp theo là model con này là 880. Các chức năng thì cũng nâng cấp lên một chút thôi. Cũng hẹn giờ ngày các thứ đầy đủ các bác nhé. Hẹn giờ ngày rồi tự đi về đốc sạc. Nên là tự luôn này tự về đốc sạc. Quay sách, giảm chấn. Hình thức thì còn rất là đẹp. Con này cũng không ghi năm sản xuất, nhưng mà model 861 này thì nó cũng năm sản xuất rất là cao, nó khoảng 2018-2019. Tình trạng máy còn rất là đẹp, các mắt cảm biến vòng quanh. Test thử luôn, chạy thử, cho test về đốc sạc luôn các bác nhé. Tính năng hết pin tự về sạc, chạy rất êm khỏe. Con này cũng khỏe lắm ạ. Đấy. Giá con này 5.861.000 ạ. Rồi, tiếp theo. À con này là 880 xin lỗi các bác, 880. Tiếp theo đến con này là 890. Đấy. Nâng cấp lên. Con này hết pin mất rồi sao? Đấy, tính năng về đốc sạc này. Đây các bác, nó đánh võng về. Làm 90 về sạc. Con này thì không thấy phím ở trên này, không biết là có kết nối điện thoại không, em cũng chưa tìm hiểu. Nói chung là bán nhưng mà vẫn gà mờ lắm ạ, cũng không chuyên sâu về tìm hiểu lắm. Con này sản xuất năm 2019 các bác nhé. Model của nó là 890. Rất là 2019. Rất là mới, đòn đời đẹp cao. Giá thành cũng rất hợp lý thôi ạ. Giá 5.2 triệu. Con cuối cùng là con này thì em cũng chưa tìm hiểu kết nối điện thoại không các bác nhé. Cái này thì các bác có thể tự tìm hiểu được. Con này cuối cùng là con E5. Con này thì chắc chắn là có kết nối điện thoại rồi, dòng E. Đấy. Các phím ở đây. Quay sách. E5, con này em bán 5.5 triệu. Một chổi xoắn. Nói chung là cơ bản thiết kế giống nhau thôi, không có gì khác biệt. Đấy, E5. Con này sản xuất năm 2019. E5, model E5. Đấy, còn chuyên sâu về các cái tính năng nó thì các bác có thể tìm hiểu trên mạng, nó cũng có rất là nhiều mà. Đấy, con này sẽ cho về kết nối, về góc sạc thử. Ôi giời, về góc sạc đây, ấn vào cái nhà. E5 chặn nó lại cho nó quay lại cho nó nhanh, nó đỡ quay ra kia. Ôi giời, hút cả cái chổi ở đây mất. Tiếp tục em test mấy cái con lúc đầu chưa cho nó về đốc sạc, test cho các bác luôn này, về đốc sạc luôn. Tiếp theo là một con 861 này cũng chưa test nốt về đốc sạc cho các bác thử luôn. Đời rất là cao này, toàn bọn đời cao đẹp luôn. Ok, như vậy là em đã lên sóng 5 con.
5 con các bác nha, robot. Toàn bộ hàng rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.